chào tất cả các bạn. Hôm nay Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng sẽ cùng giới thiệu với các bạn là cách mà nấm đối kháng Trichoderma sẽ hoạt động như thế nào để chống lại các sinh vật gây bệnh, và Trichoderma của chúng ta có tác dụng như nào ạ? Như các bạn đã biết thì ở đây Trichoderma là một loại nấm đối kháng hay còn gọi là nấm hoại sinh. Và cơ chế tác động của Trichoderma như thế nào ạ? Cái tác dụng chính của Trichoderma chính là phân hủy xác bát thực vật và phân hủy cái chủ yếu là cái cellulose. Và ở đây thì khi mà chúng ta sử dụng Trichoderma thì Trichoderma sẽ chống lại các loại vi sinh vật gây bệnh. Ví dụ như là các loại nấm gây thối rễ hoặc gây vàng lá. Tiêu biểu trong đó chúng ta có dòng là Fusarium. Và cơ chế tác động của nó như thế nào? Khi chúng ta bón Trichoderma vào trong cây ấy ạ, thì nấm Trichoderma sẽ bắt đầu ngấm vào các rễ cây và các phần ở bên dưới gốc cây. Chính sự cạnh tranh dinh dưỡng của nấm Trichoderma sẽ phát triển. Ở đây thì Trichoderma hoàn toàn không sử dụng cái loại cellulose hoặc cái loại thực vật mà đang còn sống, mà nó chỉ sử dụng các loại xác bã thực vật thôi các bạn nhé. Và khi đó thì Trichoderma sẽ cạnh tranh với các loại nấm kia, tạo lên những cái loại sẽ cạnh tranh với nấm kia, sẽ cạnh tranh với các loại Fusarium, các loại nấm gây bệnh khác, để tạo lên được cái là cái sẽ phá hủy và sẽ tiêu diệt luôn cái loại nấm kia. Và cái thứ hai nữa là Trichoderma, như các bạn đã biết tôi vừa chia sẻ xong, thì Trichoderma có tác dụng chính là ủ phân hữu cơ, vì nó phân hủy cellulose mà các bạn. Đó, khi mà phân hủy cellulose thì Trichoderma có khả năng tạo thành loại phân hữu cơ. Khi mà các loại xác bã thực vật, ví dụ như lá cây, thân cây chẳng hạn, các bạn dùng để ủ với Trichoderma thì sau một khoảng thời gian, các loại nấm ở trong nấm Trichoderma ấy thì nó sẽ phát triển và nó phân hủy toàn bộ cái loại cellulose ở trong đấy, cái loại xác bã thực vật ở trong ý ra, để tạo thành cái loại phân hữu cơ vi sinh mà chúng ta có thể đem bón cho cây. Và chúng ta không cần phải lo lắng rằng là cái lấy nó đã phân hủy chưa, và nó đã tạo ra cái chất chưa. Và trong quá trình phân hủy cái xác bã thực vật đấy thì sẽ tạo ra các loại mùn ạ, các loại chất dinh dưỡng khác cho cây, để cho cây có thể phát triển tốt nhất. Và cái ứng dụng lớn nhất của Trichoderma chính là ứng dụng ở trong trồng trọt. Thì khi mà các bạn bón Trichoderma này vào rồi thì liệu cái việc mà sử dụng Trichoderma cho thực vật nó có khó khăn hay không? Thì tôi xin trả lời là Trichoderma sẽ sử dụng cho thực vật rất là dễ. Ngoài cái tác dụng chính là chống lại các loại bệnh gây hại, các loại nấm gây hại, gây thối rễ, gây vàng da. Ngoài tác dụng chống lại các loại nấm gây hại như là các loại nấm gây thối rễ này, các loại nấm gây vàng lá này, thì còn sẽ chống lại một số các loại vi sinh vật gây hại nữa, là nấm hoặc là các loại vi khuẩn gây bệnh cho cây. Như các bạn đã biết thì nông nghiệp sạch đang là một hướng đi mới của chúng ta. Việc sử dụng nông nghiệp sạch có nghĩa là gì? Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, hạn chế sử dụng các loại phân hóa học và tạo được cái điều kiện organic, có nghĩa là điều kiện môi trường thân thiện nhất cho cây. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái loại nấm Trichoderma thì nó sẽ thay thế cho việc mà sử dụng các loại thuốc trừ sâu này. Với Trichoderma thì chúng ta có thể sử dụng để nhân sinh khối lên, để tiếp tục bón cho cây, hoặc là để sử dụng vào các mục đích khác. Nhưng với điều kiện, nhưng ngoài cái đó ra thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp thứ hai nữa, là phương pháp chúng ta dùng trực tiếp Trichoderma cho cây. Và bây giờ thì tôi sẽ cùng với các bạn xem là cách chúng ta sẽ sử dụng Trichoderma như thế nào cho thật hiệu quả nhé. Để nhân sinh khối Trichoderma thì tôi cần những cái loại dụng cụ như sau ạ. Đầu tiên là một cái que nhỏ thôi. Tiếp theo là nấm đối kháng Trichoderma đây ạ. Tiếp theo nữa là mình cần một cái dụng cụ để cắt, thì tôi đang sử dụng cái kéo đây. Và chúng ta có một xô nước đây để nhân Trichoderma các bạn nhìn nhé. Nước hoàn toàn bình thường, nước của chúng ta hàng ngày ở nhà nhé. Lưu ý là khi chúng ta sử dụng Trichoderma thì mình không nên sử dụng chung với vôi bột, hoặc là sử dụng cùng với thuốc hóa học. Như thế thì các loại vôi bột ấy thì nó có tính sát khuẩn, nó sẽ làm chết nấm Trichoderma. Còn các loại thuốc hóa học cũng có thể làm chết cái loại Trichoderma này, là một cái loại nấm, cái loại vi sinh vật các bạn nhé. Và nước các bạn nếu lấy được càng sớm càng tốt. Ví dụ như các bạn có thể lấy nước ra một thời gian để hết cái cửa lo ở trong nước máy đi, thì chúng ta nhân sinh khối Trichoderma nó sẽ tốt nhất nhé. Đây, tôi bắt đầu cắt túi Trichoderma ra đây ạ. Và sau khi sử dụng chế phẩm Trichoderma một thời gian thì chúng ta sẽ có những cái lượng rau tốt như thế này ạ các bạn ạ. Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng của chúng tôi vừa chia sẻ cách để sử dụng Trichoderma cũng như các tác dụng của Trichoderma trong quá trình trồng trọt và ủ phân. Chúc các bạn thành công trong quá trình sử dụng Trichoderma cho trồng trọt.